diễn viên thường tín tiếp tục bị đột quỵ ở tuổi 68 tình hình sức khỏe của nghệ sĩ thường tín sau một lần nữa bị đột quỵ đang được nhiều người quan tâm mới đây nhạc sĩ tô hiếu người đại diện giúp đỡ thường tín đã lên tiếng xác nhận nam diễn viên vừa bị đột quỵ ở tuổi 68 may mắn ông bị nhẹ nhờ uống thuốc thường xuyên hiện tại sức khỏe của thương tín đã ổn định trở lại. Cụ thể, nhạc sĩ Tổ Hiếu cho biết, Thương tín bị đột quỵ cách đây một tuần, anh đang ngồi uống nước thì bị, anh thấy dây sầm mặt mày, nhưng do có một thuốc uống thường xuyên nên bị nhẹ, người 10 phút thì hết. Nam diễn viên ván bài lật ngửa chia sẻ thêm rằng, ông không thể đếm xuể số lần trải qua đột quỷ. Đến nay, thương tín đã 3 lần bị nặng, trong đó có lần té xe ở giữa cầu, từng gây xôn xao dư luận, vào hồi năm 2022. Giờ đây, nam diễn viên cảm thấy sức khỏe vô cùng quý giá. Ông giữ thói quen ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều, nhất là phải thường xuyên uống thuốc. Dù tuổi tác đã cao và mắc nhiều bệnh, thường tín vẫn nhận show và đóng phim. Được biết hiện tại thu nhập của nam diễn viên nổi tiếng một thời đến từ việc đi hát tại các sự kiện, đám tiệc. Vừa qua, khi đến phim cố diễn viên Ali Dũng, bản diễn của thương tín trong phim Biệt Đồng Sài Gòn, nam diễn viên đã giản dò khi anh qua đời hãy hỏa thiêu rồi đưa vào chùa nào cũng được. Trước đó, nghệ sĩ Thương Tín từng trải qua nhiều biến cố sức khỏe. Ông bị đột quỵ lần đầu phải nhập viện cấp cứu vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đứng ra giúp đỡ Thương Tín, kêu gọi mạnh thường quân quyên góp tiền cho đàn anh chữa bệnh. Ngoài ra, cô còn dẫn nam diễn viên đi làm song giả. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó, Thường Tín lên tiếng tố đàn em không minh bạch trong truyền quản lý số tiền quyên góp cho mình. Ông khẳng định số tiền mình nhận được không giống như những gì Trịnh Kim Chi công bố. Năm diễn viên tỏ thái độ không hài lòng khi nữ nghệ sĩ tự ý tung thông tin hình ảnh mình lâm bệnh lên mạng xã hội. Đồng thời, giữa lúc tranh chấp diễn ra, Thường Tín đã nhất quyết tháo răng giả mà đã đem tặng mình với lý do cảm thấy khó chịu. Cũng từ lần quyên góp này, Thường Tín vướng vào nhiều rắc rối ông cảm thấy chua sót vì bị nói giả bệnh nhưng không thể giải thích với từng người một thường tín chia sẻ trước đó tôi bị nói là giả bệnh tật diễn kịch để ăn tiền của nhà hào tâm bù đắp vào các khoản ăn chơi tôi buồn lắm nhưng không có thời gian để đính chính với từng người có những việc tôi chỉ biết im lặng ai hiểu mình thì hiểu nếu người ta đã hiểu lầm mọi giải thích sẽ trở thành biệt minh nam diễn viên cho biết có nhiều chuyện xảy ra mà bản thân chỉ biết im lặng về việc có nhiều người nói thương tín hết thời hay bị quả báo, ông cho biết cũng buồn, nhưng họ nói không sai. Thời gian gần đây, diễn viên thương tín được quan tâm khi hoạt động nghệ thuật trở lại. Ông thường xuyên đi hát ở đám cưới, tiệc tùng. Bước qua thời Hoàng Kim, các xây hát đám cưới hiện tại của thương tín vào khoảng 5 triệu đồng một lần. Tổng thu nhập mỗi tháng của thương tín tùy vào số lượng xô, nhưng cũng có tháng nam diễn viên kiếm được vài chục triệu đồng. Thương tín cho biết mình kiếm được bao nhiêu, đều gửi về hết cho vợ con. Ông trải lòng. Tôi tuổi cao sức yếu, thân mang bệnh tật, nếu không may có chuyện gì thì ai lo cho con đây? Được biết con gái út của thương tín năm nay 10 tuổi đang sống với mẹ ở Phan Trang.